Thưa quý vị, mùa xuân về đó cũng là lúc mang đến cho chúng ta bao điều hy vọng, và với những người nghệ sĩ thì họ cũng hòa chung trong bầu không khí ấy theo cách riêng của mỗi người. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đến gặp nghệ sĩ Nguyễn Tấn Phát để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sinh năm 1983 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, tuổi thơ gắn liền với mảnh đất xứ Đoài, người nghệ sĩ này mang trong mình một niềm đam mê hội họa từ nhỏ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau một thời gian dài hoạt động mỹ thuật ứng dụng và truyền nghề sơn mài. Một vài năm gần đây, anh đi sâu vào hội họa, nhất là mảng chân dung, vẽ ý niệm, tự sự và quan tâm đến nội tâm của nhân vật. Nguyễn Tấn Phát không vẽ những gì anh nhìn thấy, mà vẽ những điều mà anh cảm thấy. Những chân dung trong tranh Nguyễn Tấn Phát vì vậy mà có chiều sâu nội tâm, có sự ám ảnh đối với người xem, tràn đầy cảm xúc và chứa đựng khá nhiều triết luận. Ngoài ra, tên tuổi của anh còn gắn liền với những tác phẩm điêu khắc con vật ngộ nghĩnh, sống động. Thưa anh, thì trong 12 con giáp thì mỗi một linh vật sẽ tương ứng với một năm và sẽ tượng trưng cho những điều tốt đẹp và ý nghĩa riêng. Vậy với riêng anh thì hình tượng chuột trong năm Canh Tý thì mang những điều tốt đẹp như thế nào? Thực ra cái hình tượng con chuột trong năm nay thì là với bản thân tôi, góc nhìn của một nghệ sĩ thì tôi muốn xây dựng một hình ảnh con chuột là một hình tượng rất là đáng yêu và ngộ nghĩnh. Nó mang lại cái niềm vui vẻ và hạnh phúc cho gia chủ khi đặt tượng chuột trong nhà. Cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến cho mọi người là hãy nhìn nhận chuột theo một cái cách nhìn mới, một cách nhìn về một cái những cái chú chuột nó rất là đáng yêu và ngộ nghĩnh. Mỗi dịp Tết đến gần kề, sự nghệ thuật của anh lại nhộn nhịp và không thể thiếu tượng con giáp bằng chất liệu sơn mài. Đầu tiên anh lên ý tưởng về mẫu đất, sau đó anh tự tay đục đẽo hình dáng từng chú chuột trên chất liệu gỗ mít. Bước cuối cùng là phủ sơn mài lên trên và tạo phần hồn cho từng tác phẩm. Anh chia sẻ, phải mất một tháng để hoàn thành một tác phẩm ưng ý. Anh Phát ơi, vậy thì cái công đoạn khó nhất để tạo nên một cái tác phẩm là gì? Thực ra để cái công đoạn khó nhất tạo một tác phẩm thì là cái tạo hình khối ban đầu của mình ấy. Hình khối ban đầu của mình là cái quan trọng nhất. Sau đó là cái công đoạn cuối cùng khi mình hoàn thiện cái tác phẩm này thì ta phải vẽ cái đôi mắt và cái đôi môi cho chú chuột này để thể hiện được cái cảm xúc của con chuột. Đó là hai công đoạn quan trọng nhất để tạo lên một cái tượng chuột như thế này. Lúc đầu thì cháu học thì cháu cũng thấy khó hơn, được chú chỉ bảo thì cháu cũng thấy dễ dàng hơn. Mỗi một năm ấy thì là Phát làm về một con giáp, đấy, tượng trưng cho cái năm mới đấy. Thì năm nay là Phát làm về chuột, đó là con chuột biểu tượng trong năm nay thì Phát là cách điệu là cái chuột từ chuột hoạt hình, đấy, thì nó cũng có cái đặc sắc riêng so với những năm trước. Nhưng bất ngờ là Phát đã làm một cái hình tượng con chuột hamster rất là đẹp và rất đáng yêu, người ta có thể là mua về rất bày trong trang trí trong nhà rất là đẹp, người ta không có ngoài cái nghĩ là về con chuột nhà, chuột đồng nữa. Nhiều năm tháng lăn lộn với nghề đã giúp cho họa sĩ trẻ Nguyễn Tấn Phát trưởng thành và có được thành công như ngày hôm nay. Mảnh đất Sơn Tây luôn tự hào về người nghệ nhân như anh, không chỉ đem đến những tác phẩm có giá trị cao. Người nghệ sĩ này còn có đóng góp lớn trong quá trình truyền nghề, truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ trên quê hương. Tết Canh Tí năm nay, khoảng 20 tượng chuột đặc sắc của anh sẽ đến tay những người yêu nghệ thuật và tô điểm cho không khí Tết thêm phần ý nghĩa. Thưa quý vị, vừa rồi là ý nghĩa hình tượng chuột qua con mắt của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Phát. Còn với những người nghệ sĩ khác thì họ đang ấp ủ điều gì?